Hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Định Quán đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023. Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự phối hợp của cấp ủy chính quyền cơ sở, sự sẻ chia của nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, phong trào Chữ Thập Đỏ đã được triển khai toàn diện, mang tính bền vững và có sức lan tỏa. Tổng giá trị các hoạt động cứu trợ, trợ giúp nhân đạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân của hội đạt hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, phong trào Tết vì người nghèo đã tặng trên 17.500 suất quà với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Cứu trợ tặng quà cho hơn 34.000 lượt đối tượng khó khăn với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Xây dựng được 9 căn nhà cho người nghèo, 8 công trình nhân đạo, trao hơn 300 suất học bổng, 36 xe đạp cho các em học sinh hiếu học vượt khó. Hỗ trợ công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa cho 42 đối tượng do thiên tai lốc xoáy gần 120 triệu đồng. Công tác hiến máu tình nguyện đạt hơn 1.600 đơn vị máu. Dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022.